À, Thiên Sứ Ban Phước thì tôi nghĩ là hack 1 là chọn cái đấy là nó rất là tệ. Tôi lấy đồ đi. Hack Tech Pet đúng là đồ vô dụng thật nó. Để tôi nhìn xem nào. Không ai chơi Warwick thì mình ép Warwick chơi à? Đồ mình khá đẹp trong Warwick nếu mình ép, nếu mình có ý định ép. Warwick Rezone. Ừ, sao các bạn cảm thấy meta mạnh quá, các bạn không muốn phải đối đầu với Warwick thì các bạn chơi Warwick thôi, bởi vì nếu các bạn chơi thì người khác bỏ đúng không? Người khác bỏ thì là các bạn không phải đối đầu với Warwick. Đơn giản. Nhìn con Warwick 1 này nó cân 3 được không ta? Không nhỉ. Cân 3 rồi thì nó lỗi vãi nồi. Mình là nước mắt cung. Hiểu, tôi không thấy lạ khi mà con Warwick 1 phép 4, 1 phép 3 ở đây thắng ấy. Thì lỗi vãi cả đái. Tại vì mấy giảm sức mạnh của mấy con khác xuống ấy, giờ nó bị lỗi quá thế không? Warwick cuồng đao đép máu đến kiếp sau. Đúng không, các bạn là kiểu các bạn là người chơi Warwick thì thằng khác bảo à thằng này chơi này thằng nó né thế là xong, các bạn không phải đối đầu với Warwick. Cách khắc chế Warwick đơn giản nhất. Hay là tối nay làm thử 20 trận Warwick xem lên bao nhiêu rank. Thế phải lấy cái gì, cái giáp 3 tiền à? Đúng không? Tại vì mình bị bắt buộc không thể lấy cái 1 tiền nữa. Kiểu như đoạn đầu con Warwick cầm đúng một cái cuồng đao ghép máu vãi nồi luôn. Tại vì meta này nó trừ ID ra nhá, thì chẳng có cái nào có đủ đam dứt điểm Warwick đâu các bạn. Các bạn nghĩ mấy cái nhà AP này dứt điểm kiểu gì, nhà Sivir dứt điểm kiểu gì. Nó cứ thường nó cào thôi. Này có mất máu đâu. Kai'Sa kể cả Victor luôn cũng chả ăn được Warwick quyền năng à. Đó, thấy không? Tôi chả có gì, bài tôi chả gì đặc biệt. Thậm chí là tôi còn chấp đồ cơ, chấp hack tech luôn đó. Bởi vì các bạn nhìn đây này, hack tech này được 3 đồ đúng không? Tôi để lẻ đúng 3 mảnh. Khác gì tôi chấp một hack tech vàng đâu. Trên Summon drama quá. Ông như nó hay thật. Tôi thề luôn nhá. Bộ đấy tôi thử khoảng 2 lần. 2 lần tôi thử đọc, tôi thấy bảo ui sao nó đã đầu nó chẳng cái gì nhỉ. Sao tôi bỏ. Xong đến lần thứ 3 tôi bảo chán quá, tôi đọc thử đi. Thấy nhiều người giới thiệu quá. Và lúc đấy tôi mới bắt đầu đọc nhiều và tôi thấy nó hay ghê luôn á. Thì quyền năng đã này. Thừa cái này hai cái này để làm gì đây? Tôi đang tính là tôi còn muốn chơi lại từ đầu luôn, chơi lại save từ đầu phá đạo Inscription trong một buổi luôn. Tại vì cái save kia nó bị thọt, nó bị kiểu nó chung là cũng được, nó cũng chả sao, nhưng mà tại vì tôi cái đang có cái cảm giác mà không lên được phase 1 với lá bài tối thượng của tôi thấy khó chịu vãi đấy. À, không qua được cái phase 1 ấy. Mình lên cấp mình không chạy được cái gì à? Thế thì mình lên làm gì à? Giữ tiền ha. Gặp nhà này hơi khó đấy, tại vì nhà này có Cocky mà thật ra nó cũng không có nhiều đam lắm mà. Đam Lan thì cái dây chuyền chuộc tội nó cũng giảm đam nữa. Mình mà Wick 2 thì mình ăn nhà này 100% luôn, Wick 1 thì tôi không chắc. Thắng rồi. Lỗi phải nồi. Kẻ áp đảo không phải rồi, luyện cung à? Tôi không thích luyện cung lắm nhưng mà chắc là phải là luyện cung à. Chiến lợi phẩm nó không hấp dẫn với Warwick bởi vì nó cào đã kinh lắm rồi. Theo luyện cung mà các bạn, không có lựa chọn. Thêm con chín đây con này.
Bỏ Illao E bằng Zilean là bài mình mạnh hẳn luôn. Có Week 2 nữa. Nói chung là nếu mà khúc này phải thua thì cũng chấp nhận các bạn. Thua thì đi nhặt đồ thôi, nhặt găng thôi. Không thắng như này không nhặt được găng. Thắng như này thì phải đỏ tự ra găng nữa, nhưng mà vẫn thắng đấy. Uầy, phải đổi thế. Tôi cảm giác nhá, kiểu có lý do gì các bạn chơi một bài khác ngoài Warwick không? Chắc lấy con chain đi. Và đỡ phải roll. Ok, roll nói. Bài này thì tắt não đi mà chơi thôi các bạn. Warwick 2 xong game. Roll một cái nữa. Chắc là lắp luôn ha. Đang win streak. Một roll nữa này. Hết rồi. Đoạn đầu này nó còn không có khống chế để cản con Wick cơ các bạn. Đoạn đầu có con nào có khống chế đâu. Đấy. Chán không cơ chứ. Warwick úp lỗi hay là lỗi sẵn. Warwick thì là bản trước nó đã mạnh rồi. Sau đấy bản này các đội các nớp. Warwick 3 có under CEZ thần tượng không anh? Ăn được em ơi. Khó bằng bằng. Warwick 3 nãy nó vừa ăn cả IRA 3 cơ mà, nói gì là mấy con IRA 2. Đều có găng rồi. Cái này phải để vào con rác à, tại con rác đứng gần con ấy chứ con chi nó chạy đi mà. Nó set. Warm up à. Mình chỉ cần một áo trong bạc thôi để làm khăn đại thuật thôi, còn đâu tất cả những thứ khác nó quan trọng đâu chứ. Úi dồi ôi, nhìn nó vã kìa. Chán. Chơi nhàn thật sự luôn ý. Ngồi ăn đê xong. Cảm thấy thật yêu đời. Vòng đầu tiên lấy găng á. Nhưng bài này cần hai cung các bạn. Thật ra trận này tôi khởi đầu nước mắt mà. Nhưng mà ra Warwick thì tôi chơi. Bây giờ cách nhận dấu hiệu nhận biết bài Warwick này. Có một con Warwick. Xong. Dấu hiệu nhận biết cách bài Warwick. Có một con Warwick. Bây giờ này nhá, các bạn thấy các bạn có cung. Chứ các bạn chơi Warwick. Các bạn có găng. Ôi mình cũng chơi Warwick. Các bạn có giáp. Ôi các bạn cũng chơi Warwick luôn. Các bạn có áo choàng bạc. Ôi tôi chơi Warwick rồi. Dấu hiệu nhận biết bài Warwick rồi. Các bản con Queen nó cũng mạnh nữa cơ, nó khắc chế hết. Không thấy không? Với cái bài nhìn con Warwick 2 nó chẳng khác gì tướng 4 tiền luôn ý. Thật. Quyền năng của Chin nữa các bạn. Ôi xong rác 3 luôn. Nó lại dễ à. Tamil 3. Zillion 3 luôn. Giàu quá rồi. Warwick đâu à? Cần gì Warwick các bạn? Tôi đã bảo rồi, Warwick 2 là tướng 5 tiền. Bây giờ tôi sẽ không nói nó là tướng 4 tiền nữa mà là tướng 5 tiền à. Thôi ra tranh này thua rồi. Cái cô team băng không có khăn đại thuật đã bó tay. Ú khoan ạ. Ủa rồi Warwick mà sống vào đấy là xong ấy. Con rác này có thể một vết 9 được không? Giật phát đã chết luôn một quân rồi mà. Ôi, ấy, đừng đừng chết đại ca ơi. Ai da. Giáp tự chế là vô dụng. Bộ pháp cũng vô dụng. Chắc là ấn hóa kỹ nhỉ, sau mình lên cấp cho một hóa kỹ nữa. Đấy là bài mình.
tắt phần mềm đi anh ơi, tụi em không quên. Trả anh Long phèo lại đi. Khò bằng bằng. Chuyển hóa kỹ đấy các bạn này. Chưa có 3 quân rồi mà. Vấn đề là lúc nào roll được thôi. Hóa kỹ vào Camille đi cho nó tăng nữa. Thích thì mình remake được mà. Không có khăn thì toang à, nhưng mà có làm được gì đâu các bạn. Tôi chỉ cần một găng thôi. Nếu mà tôi đỏ ở trong ráo khoái tôi tự ra được thì tôi bú, không thì thôi, biết làm gì được. Vô ích lại cao hết. Nhìn trông chán không. Chẳng thách đấu Warwick không có khăn thì có cái này để chạy không chết vậy. Chứ sao giờ. Oh shit. Có thể. Bỏ Queen đi. Anh già thách đấu vậy. Trận này chắc là không lên không roll được Queen đâu, giờ mới có 2 quân mà. Rồi con Warwick. Rồi xong. Warwick tàng hình ra vỗ. Không cần đồ chuẩn, đồ chuẩn để làm gì. Khi ta là tướng 5 tiền, ấy ấy ạ. Cố lên em ơi. Tin tưởng. Ê. Để có Zillion này khắc chế thật đấy, nếu mà các bạn không có khắc đại thuật. Mình còn có tháo đồ cơ, tí mình nhặt cái găng, đúng rồi. Tí đặt cuối nhặt cái găng, thôi tháo đồ cho Warwick găng, khăn khăn đại thuật. Hợp lý. Tàng hình sau đấy. Hóa điên. Ây da. Ây ây ây. Không hóa điên được. Roll một con hóa kỹ nữa nhá. Nhiều ba. Thật ra thì không phải đội hình nào nó cũng có đủ CC các bạn. Có những đội hình như thế này thì nó cũng không có quá nhiều CC nhưng mà nó có tim băng chẳng hạn. Đấy. Bao giờ mới giết được con tim băng đây? Giết được con tim băng phát là thôi, tôi cà vì điên luôn, thấy không? Không nhận bài này lỗi quá, bài này không thể nào kiểu 1% thôi cân bằng được. Thật đâu. Roll một con hóa kỹ à? Hóa kỹ gì cũng được mà. Rồi. Nhìn bài nó mắc binh thế, giờ lên 2 cấp nữa. Không quan tâm Queen 3 nữa. Không quan tâm Queen 3 nữa, giờ tôi chỉ lên cấp thôi. 8 thách đấu 5 hóa kỹ. 8 thách đấu được anh ạ. À. Thách đấu có 5 con à, nhưng mà anh có 2 ấn em. Em nhìn đi, nhìn ở trong cái hệ này đi này, đã đủ rồi mà. Đủ rồi mà. Là ăn choáng gì đấy. Ire. 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 Ire kun. Ây da, căng đấy, cũng cân não đấy. Ui, Ire nó kinh đấy. Mày lớp con gì đấy. Lốc nhảy có lốc ở Wick, có lốc ở Chin mà. Rồi xong, Wick được thả xích. Xoẹt, 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 trục, chặt. Ý thoảng lại ăn một cái CC vào mồm trông ghét nè. Nhưng mà CC rồi sao nữa. Nó vẫn quá mạnh các bạn. Cảm giác bài này không có khắc chế. Khắc chế của bài này là gì? Dinh ba à? Cá chê ba à? Lên cấp. Đặt con vi vô. Gì rê à. Quan trọng là phải có khống chế cơ. Không có khống chế thì thật sự là. Nhìn con dây 2 kìa. Dình 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 dình. Gì rê.
Trình 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 chọc 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 trình. À, y đây chạy cũng nhanh. Solo với con Ire để hơi mệt nhưng mà vẫn yếu hơn nhiều. Hy vọng là thằng này thắng được mình, nhưng làm sao nó thắng được mình bằng con Senna 2 vậy. Tôi đang muốn lên 9 để cho đẹp hệ quá. Cố lên Senna. Tuyệt vọng quá rồi. Khi các bạn còn một máu và các bạn nhìn thấy nhà Warwick 3. Nhà Ire đây, đấy bây giờ solo với nhà Ire, hy vọng bây giờ phải nhặt được con Kai'Sa một tí Ronald Raven. Xiềng không được. Đã có cái gì ạ? Găng á, bây giờ tôi còn chẳng quan tâm đến đồ đẹp nữa cơ. Tôi chỉ có một ước mơ, đấy là 8 thách đấu. Kai'Sa Raven. Kai'Sa the Raven. Raven đây. Kai'Sa. 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 Đấy. Tôi chẳng quan tâm những thứ khác nữa rồi. Ui dồi ôi, nhìn tốc độ đánh của nó này. Vào phát 5.0 luôn. Má cào trông điên quá cả trưởng. Thua. Nhìn phát này biết mình thua rồi. Không hiểu sao thua luôn. Bây giờ top 2 mới buồn cười này. Và Victor. Đấy vào con này. Mà thử đứng nguyên đi. Hên xui đấy tôi nghĩ. Hên xui. Không có khăn này. Ừ thế phát đấy lấy khăn cũng được ha. Phát đấy đúng như tôi nói mà lấy cái găng là được. Nhưng mà phát đấy tham cái cơ lệnh. Chả biết ở đây làm gì, nhưng mà cái cơ lệnh nhiều tiền hơn nhỉ. Chúng là tôi nghĩ là phát đấy do hên xui thôi. Phát này Ire nó bị cào rách cả mặt à. Người ta đây gọi là vung bức 8 thách đấu 5 hóa kỹ, không cần đồ chuẩn vẫn win. Siêu lỗi địa ngục. Nhờ đấy nó kiểu tiêu đề clip ấy các bạn.